Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay. Theo thống kê, cứ trung bình 3 phút lại có một ca tử vong do đột quỵ gây nên. Vậy đột quỵ là gì? Nguyên nhân từ đâu và cách phòng tránh như thế nào? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây của chúng tôi. Các dấu hiệu của bệnh đột quỵ bạn cần nên biết. Các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm 1. Cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó. 2. Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể. Dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc. 3. Khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường. Bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh nhắc lại nếu không thì nhắc lại được thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu của đột quỵ. 4. Hoa mắt, chóng mặt, người mất cân bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động, thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. 5. Đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Người bị đột quỵ có thể có một vài dấu hiệu kể trên, tùy thể trạng sức khỏe của mỗi người mà dấu hiệu đột quỵ khác nhau ngoài ra người bệnh còn có thể gặp cơn thiếu máu não thoáng qua với các triệu chứng giống hệt đột quỵ nhưng chỉ xảy ra trong vòng vài phút cơn thiếu máu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đột quỵ sắp xuất hiện có thể là trong vòng vài ngày hoặc một tháng sắp tới những dấu hiệu đột quỵ trên có thể đến và đi qua rất nhanh bạn cần lắng nghe cơ thể khi thấy các dấu hiệu này xuất hiện cần chủ động đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được kiểm tra Cách phòng tránh đột quỵ một Chế độ dinh dưỡng hợp lý Nguyên nhân gây bệnh đột quỵ đến từ bệnh lý tim mạch, đai tháo đường, mỡ máu, huyết áp cao. Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng chống đột quỵ hiệu quả. Chúng ta có thể ăn nhiều các loại rau củ quả, các loại đậu, ngũ cốc, hay ăn nhiều thịt trắng, hải sản, trứng, để bổ sung protein cho cơ thể, hạn chế ăn các loại thịt đỏ. Ngoài ra, chúng ta cũng nên hạn chế các loại thực phẩm giàu chất béo, đồ chiên xào, thức ăn nhanh. Các loại đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều đường cũng nên hạn chế. Ngoài ra, chúng ta cần phải uống nhiều nước lọc, nước trái cây, sữa đậu nành. Hai, tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ. 3. Giữ ấm cơ thể. Nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa. 4. Không hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ 2 đến 5 năm, bạn sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. 5. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Những người mắc các bệnh lý đái tháo đường, tim mạch, mỡ máu càng cần đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh không để các chỉ số vượt quá mức nguy hiểm gây ra đột quỵ. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi đưa ra trên đây thì hy vọng rằng quý vị sẽ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để phòng tránh căn bệnh đột quỵ cho chúng ta cũng như cho người thân của gia đình. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.